xe ga Yamaha Arop 155 có màu đen mới, giá rẻ 39,8 triệu đồng. Yamaha Arop 155 màu đen mới tăng thêm diện mạo thể thao, hấp dẫn cho dòng xe tay ga vốn đậm chất nam tính này. Xe ga Yamaha Arop 155 vừa được cập nhật màu đen mới, tăng thêm sự hấp dẫn về diện mạo của mẫu xe ga thể thao nhiều kha trăng cạnh tranh này. Màu đen kim loại mới giúp cho Arop 155 ấn tượng hơn, sắc nét hơn và các đường nét thân xe thể hiện khí động học cao kế thừa từ thiết kế của dòng Moto R Series. Phiên bản màu đen mới của Yamaha Aros 155 mới có giá bán niêm yết tại thị trường Ấn Độ là 129.000 INR, khoảng 39,8 triệu đồng. Mức giá này thực sự khiến người hâm mộ xe ga ở nhiều thị trường khác thấy thèm khác. Cùng với bổ sung màu đen mới. Arop 155 còn có các tùy chọn màu sắc khác như màu xanh đua và màu xám. Với sự bổ sung màu sắc mới cho thấy Yamaha vẫn không ngừng đầu tư cho Arop 155. Mẫu xe ga này gần đây cũng nhận được một loạt cải tiến, tăng trải nghiệm tổng thể khi vận hành. Sức mạnh xe đến từ bộ động cơ 155cc, thiết kế van vờ biến thiên vờ vờ, đi kèm với hộp số CVT, làm mát bằng chất lỏng, khối động cơ sốc, Bốn van vờ này cho phép xe đạt công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 13,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. một Arocs 155 còn trang bị hệ thống phát điện thông minh giúp xe khởi động động cơ nhẹ nhàng, trong khi hệ thống nhắc và khởi động động cơ, xa tăng khả năng tiết kiệm xăng cho Arocs 155. Yamaha Arocs 155 trang bị đèn pha LED, còn đèn hậu thiết kế ổ 12 đèn LED nhỏ trên xe có ABS đơn kênh, vành bánh xe cỡ 14 inch với lốp sâu rộng 140mm. Đồng hồ điều khiển xe có ứng dụng kết nối Econet app bằng Bluetooth, màn hình 5, 8 inch. Dưới yên ngồi là cốp đựng đồ rộng 24,5 lít, còn nắp bình xăng đặt ở phía trước. Tại thị trường Việt Nam, Yamaha Arrow còn được gọi là Yamaha NVX. Mẫu xe ga này của Yamaha được đánh giá là đối thủ mạnh của Honda Airblade.